Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ có trắc nghiệm chương 4, môn vi sinh vật học thực phẩm ha. Thì về chương 4, chúng ta sẽ nghiên cứu về vi sinh vật ứng dụng lên men trong thực phẩm. Thì chúng ta sẽ có lên men rượu vang nè, lên men bia, lên men sữa chua, lên men rượu vang và lên men bia. Thì chúng ta sẽ dùng một loại nấm men, hay còn nấm men thường là Saccharomyces cerevisiae ha. Còn lên men sữa chua thì mình sẽ có hai chủng sữa chua là lactic và thermo ha. Lactic bacillus. Nói chung lên men sữa chua cũng như lên men giấm là lactic ha các bạn. Ngoài ra còn có một số, đây là vi khuẩn, không, đây là nấm men. Đây là vi khuẩn và ngoài ra còn có các loại nấm mốc nữa ha. Nấm mốc và vi khuẩn trong ruột. Nấm mốc sẽ lên men nước tương nè. Nấm mốc đây là câu đầu tiên, mình sẽ làm phần cơ bản trước ha. Câu 85, quy trình làm bia gồm các công đoạn chính. Có hai công đoạn chính trong quá trình làm bia, nó sẽ là nấu malt và lên men. Các bạn nhớ nha. Cái màu đỏ này là đáp án đúng. Sản phẩm chính, các bạn nhớ là sản phẩm chính của quá trình lên men ethanol. Sản phẩm chính không phải là chỉ một mình ethanol đâu nha các bạn. Ngoài ra nó còn có CO2. Nhiệt độ của quá trình lên men chính trong quá trình lên men bia ha, đó là từ 7 đến 9 độ C. Câu 88, thời gian của quá trình lên men chính có hai loại lên men là lên men chính và lên men phụ nha các bạn. Trong quá trình lên men bia là từ 5 đến 7 ngày. Các bạn nhớ các câu trắc nghiệm này ha. Nguyên liệu của con đường đường phân. Nó hỏi gì? Hỏi nguyên liệu nha. Trong quá trình lên men chính là gì? Đường phân, nguyên liệu của nó sẽ là glucose nha các bạn. Nguyên liệu của chu trình TCA hay còn gọi là chu trình rep á, thì nó là acetin coenzyme. Thì tiếp theo là phần nâng cao ha. Câu 91, mục đích của quá trình đồng hóa trong quá trình lên men sữa chua là gì? Là nó sẽ ngăn cản các quá trình tách pha của pha béo ha. Tại vì trong sữa chua nó có pha béo và pha không béo, nó sẽ tách pha nhau, nó sẽ làm cho sữa chua bị giữa ha. Nó sẽ tách lớp, một lớp sữa và một lớp nước. Ăn nó mất cái độ mỹ quan, ăn nó không có ngon nữa. Cho nên mình phải bỏ vào đồng hóa để mà mình ngăn cản quá trình tách pha của chất béo, tăng độ đồng nhất cho các cấu tử. Cái này giống như là hóa lý hóa keo hay là kỹ thuật thực phẩm 1 đó nha các bạn. Các môn học nó sẽ liên quan với nhau. Câu 92, mục đích của quá trình làm lạnh trong quá trình lên men sữa chua. Lên men sữa chua làm lạnh để làm gì ha? Để ổn định chất lượng nè, hạn chế sự tạo thêm axit. Tại vì vi khuẩn lactic, lên men sữa chua là sẽ sử dụng vi khuẩn lactic nha các bạn. Lên men sữa chua là dùng chủng vi khuẩn lactic. Sau khi mà chúng lên men xong thì nó sẽ càng ngày nó sẽ tạo thêm axit ha. Khi mà mình làm lạnh để hạn chế quá trình tạo axit á, để cho con vi khuẩn nó giống như nó giảm cái độ hoạt động lại bớt, hoặc là nó ngưng hoạt động luôn. Câu 93, mục đích của công đoạn gia nhiệt. Gia nhiệt là gì? Gia nhiệt là tăng nhiệt độ lên trong quá trình sữa chua thì để giúp thanh trùng sữa chua nha các bạn. Câu 94, nguyên liệu cho quá trình lên men acetic. Acid acetic là giấm nha các bạn. Hồi nãy mình lộn. Đây cái chủng bên acid acetic mới làm giấm với thạch dừa. Còn lactic là làm sữa chua. Acid acetic là làm giấm chỉ làm thạch dừa nha các bạn. Nguyên liệu chính cho quá trình lên men đó là ethanol và oxy. Câu 95, ưu điểm của công nghệ sản xuất giấm bằng phương pháp lên men chậm. Nó sẽ là thơm ngon, dễ sản xuất ha. Các bạn nhớ, lên men chậm thì thơm ngon, dễ sản xuất. Chậm thì không thể nào mà năng suất cao được nha các bạn. Lên men chậm, có chữ năng suất cao là không có được nha. Tại vì nó đang lên men chậm mà.
Tiếp theo, nhược điểm của công nghệ sản xuất giấm bằng phương pháp lên men chậm. Lên men chậm thì thời gian lên men kéo dài ha. Và nó sẽ làm cho năng suất thấp và thời gian bảo quản nó ngắn thôi. Thì đây có một cái là lên men chậm thì ưu điểm thơm ngon, mời bạn ăn nha, dễ sản xuất nè. Còn nhược điểm là thời gian bảo quản ngắn, thời gian lên men kéo dài và năng suất thấp. Các bạn học cái màu đỏ này kỹ cho mình ha. Cái màu đỏ là mình đã nốt ra cho dễ học hồi thời mà mình ôn thi á. Nó 97, căn cứ vào sản phẩm sinh ra, quá trình lên men. Quá trình lên men gì? Lên men lắp tích ha. Được chia làm hai mấy loại? Hai loại. Đó là gì ạ? Lắp tích đồng hình và lắp tích dị hình. Mình viết mình đi cho nó dễ. Có hai loại lên men lắc tích, đó là đồng hình nha các bạn, và dị. Hình cũng viết thư pháp quá. Có hai loại lên men lắc tích, đó là lên men đồng hình và lên men dị hình ha. Cái lên men đồng, có hai loại lên men là đồng hình và dị hình nha các bạn. Câu 98. Vi sinh vật phát triển trong nuôi cấy nấm men có 3 giai đoạn ha. Đó là tiềm phát nè, phát triển và ổn định. Là thuộc kỹ thuật nuôi cấy liên tục, tiềm phát, phát triển và ổn định là pha lắc, pha lóc và pha cân bằng nha các bạn. Theo chu kỳ có bổ sung cơ chất là hiện tượng nuôi cấy thêm gì vân vân rồi. Các bạn sẽ xem thêm trong video chương 2 vi sinh vật học thực phẩm thì mình đã làm kỹ về cái phần mà nuôi cấy liên tục này ha. Câu 99. Trong công nghệ lên men bia, người ta thường sử dụng phương pháp nào để xác định mật độ tế bào? Lên men bia thì người ta đo độ đục nha các bạn. Câu 100. Quá trình lên men thịt dừa phải được thực hiện trong điều kiện gì? Lên men thịt dừa phải lên men tỉnh ha. Làm lên men tỉnh có nghĩa là không có khuấy. Không khuấy nha các bạn. Không có khuấy đảo gì hết. Lên men thịt dừa là phải lên men tỉnh. Câu 101. Trong nước mắm thì hàm lượng đạm tổng số lớn hơn đạm amin và đạm amon ha. Thì đương nhiên rồi, thì đạm amin cộng đạm amon mới ra đạm tổng số. Câu 102. Trong nước mắm hàm lượng đạm amin và đạm tổng số càng nhiều càng tốt nha các bạn. Thì sao? Đạm amin là cái lượng nitơ trong nước mắm ha, axit amin. Còn đạm amon là cái lượng nitơ mà thường là không ăn được. Nói chung là chúng ta sẽ có đạm amin và đạm tổng số là càng nhiều và càng tốt này. Cho nước mắm nha các bạn, càng cao thì nước mắm càng ngon. Nồng độ lượng amon càng nhiều thì nước mắm nó sẽ không ngon. Mùi của nước mắm là do đâu ha? Hoạt động của hệ vi sinh vật gây hương. Câu 104. Nhược điểm của nước mắm ngắn ngày so với nước mắm dài ngày. Thường thường hồi đó thì người ta sẽ nước mắm dài ngày là như này các bạn. Nước mắm dài ngày thì người ta sẽ bỏ vô các bồn như thế này để ủ, có thể từ 1 đến 2 năm ha. Mình bây giờ thì chúng ta sẽ có nước mắm ngắn ngày, khoảng từ 1-2 tháng là nước mắm là người ta sẽ cho ra được nước mắm thôi. Nó gọi là nước mắm công nghiệp á. Mắm công nghiệp thì hệ vi sinh vật trong nước mắm nó có hai loại, đó là một loại lên men, một loại làm cho có mùi hương ha.
Thì loại nào làm có mùi hương thì các bạn phải tự xem thêm. Đây là nếu mà nước mắm ngắn ngày thì mùi hương nó sẽ không có đạt. Có 105 ưu điểm của nước mắm ngắn ngày so với nước mắm dài ngày. Trên hỏi nhược điểm và hỏi ưu điểm, các bạn nên nhớ ha, nhớ kỹ. Thì thời gian sản xuất ngắn, quay vòng vốn nhanh ha, đúng không nè? Thì nó càng ngắn ngày thì cái vốn của mình nó sẽ quay lại rất là nhanh, và thời gian thì sản xuất thì nó ngắn hơn. Câu 106, để rút ngắn thời gian làm mắm trong công nghệ sản xuất nước mắm thì người ta sẽ bổ sung enzyme, đó là bổ sung thêm enzyme protease ha, protease phân giải protein nha các bạn. Enzyme protease là enzyme cắt phân giải protein thành các axit amin. Thì thực ra nước mắm và nước tương của mình chính là dung dịch các amino acid hay là các axit amin đã được phân giải và lên men ha. Có 107, loại đạm nào trong nước mắm quyết định phân loại nước mắm? Phân loại nước mắm thì sẽ là đạm tổng số nha các bạn. Đạm tổng số quyết định phân loại nước mắm, đạm amin phân loại giá trị dinh dưỡng của nước mắm ha. Quyết định giá trị dinh dưỡng sẽ là đạm amin, và đạm amon là càng nhiều là càng nước mắm càng dở ha. Chúng ta nên hạn chế cái lượng đạm amon đi. Câu 109, tác dụng của thính trong công nghệ sản xuất nước mắm. Các bạn biết thính không ạ? Thính là người ta hay bỏ trong bì cơm bì á, cơm sườn bì chả là người ta hay bỏ thính vô bì á. Thì thính ở đây là thính, có thính công nghệ ha. Thính trong công nghệ sản xuất nước mắm thì nó sẽ tạo màu đỏ đẹp cho nước mắm và tăng mùi thơm. Thì ra thính là một cái sản phẩm lên men ha các bạn. Nó kiểu giống như cơm rượu rồi đó, vân vân. Cách làm nước hàn trong công nghệ sản xuất nước mắm. Nước mắm thì phải có nước hàn mới làm được nha các bạn. Nước hàn sẽ làm cho nước mắm có cái màu đẹp hơn ha. Đun mật hoặc đường đến ngả màu, cho chượp xấu vào đun tiếp đem lọc và thu được nước hàn. Mấy bạn biết cái nước chượp xấu là gì không ạ? Thì chợp xấu á, có nghĩa là cái hỗn hợp mình lấy hình này cho các bạn. Chợp xấu là hỗn hợp cá và muối khi mà ướp lại ha. Ướp là người ta gọi là chợp, người ta sẽ ủ chợp ha, ủ chợp với nhau chiết rút và đến cuối cùng đóng chai. Và ngoài ra chợp xấu là cái bã mà cái con cá với cái muối này nè, khi sau khi mình nó ra nước mắm ha, cái gì lạ lạ là mình sẽ cho các bạn xem luôn. Câu 111, đối với công nghệ sản xuất nước mắm này, phương pháp gài nén thủ hệ nén nước bổi. Bữa nay có nhiều cái từ thuật ngữ là nước bổi được kéo và rút ra đem phơi để gì ha, bay bớt đạm thối là cách tiếp nhiệt tự nhiên. Gài nén thì cái nước bổi là cái nước mà kéo rút và đem phơi là cái nước mà nổi bọt luôn các bạn, ghê ghê á. Câu 112, bánh nhào đậu phộng là gì ha? Nước mắm xong rồi chúng ta sẽ qua tới nước tương. Bánh nhào đậu phộng là bán thành phẩm của dầu đậu phộng sau khi được ép tách dầu. Là cái đậu phộng của mình á, sau khi được ép tách đi cái bỏ dầu đi, người ta gọi là bánh dầu đậu phộng. Bánh nhào đậu phộng để được làm gì ha? Làm trong sản xuất nước tương. Nước tương của mình á, nước tương thì mình thường làm bằng đậu phộng hơn thôi vì đậu nành, tại vì đậu nành nó mắc hơn nha các bạn. Yêu cầu kỹ thuật về cảm quan của bánh dầu đậu phộng ha. Bánh dầu đậu phộng thì có mùi thơm đặc trưng và không bị mốc chua, lượng đạm từ 35 đến 45%, ẩm là 9%, có mùi thơm không bị bốc chua. Đó là yêu cầu kỹ thuật về cảm quan ha. Yêu cầu về kỹ thuật về thành phần của bánh dầu đậu phộng thì đạm 35-45% và lượng ẩm là 9%. Thì công nghệ sản xuất nước tương ngày nay sẽ làm bằng bánh dầu đậu phộng là nhiều ha, chứ không ít làm ai làm bằng đậu nành đó.
Quá trình hủy phân protein cá trong sản xuất nước mắm là nhờ hoạt động như thế nào ha? Hoạt động của enzyme protea, nó hủy phân protein nhờ enzyme protea. Protea là enzyme hủy phân protein. Benzoate natri được cho vào trong sản xuất nước tương. Nước tương nhằm mục đích gì ha? Natri benzoate là bảo quản ức chế sự tăng trưởng của vi sinh vật. Nước tương xong rồi bay qua nước mắm nè. Câu 17, quy trình sản xuất nước mắm. Cá tươi, sau đó làm sạch ha, phân loại và trộn muối lên men ướp muối. Sau khi ướp muối xong người ta gọi là ủ chượp. Chượp với các bạn. Lên men lọc nước mắm nguyên chất. Câu 18. Xanh thanh gum tinh bột. Đây là một loại phụ gia thực phẩm ha, trong sản xuất nước tương dùng để làm cho tăng cái độ sánh các bạn. Thì xanh thanh gum nó thường được dùng trong các loại như là tương ớt, tương cà nè. Cái gì mà các bạn ăn các bạn thấy nó sánh sánh gì nữa ta? Dầu hào rồi á. Các bạn thấy nó sánh sánh thì nó sẽ là xanh thanh gum. Mục đích của hấp trong công đoạn xử lý nguyên liệu trong sản xuất nước tương. Cái mục đích hấp á thì để tiêu diệt vi sinh vật làm thay đổi đặc tính hóa lý của bột đậu nành ha. Câu 20, người ta bảo quản thực phẩm bằng cách ướp muối như rau quả để làm gì ha? Vi khuẩn hoại sinh, ức chế vì vi khuẩn lactis sinh nhiều tạo pH thấp. Đó là hết cái phần mà ứng dụng của vi sinh vật trong ứng dụng trong lên men thực phẩm ha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay thì các bạn có thể đăng ký và chia sẻ để cho bạn bè cùng xem ha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều.